này. À, chúng ta sẽ tìm một cái hình người cô gái. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. À, các bạn có nhìn này không ạ? À, sau khi mà tôi chọn xong này thì chúng ta phải mất công trong chuyện là chúng ta phải đồ cái hình này để trở thành một cái poster, thì các bạn có thể chọn nha. Pen này. Các bạn click vào đây cho tôi nhé. Pen. Trong phần pen này tôi sẽ chọn là pen dạng pad, bởi vì tôi muốn là đồ người này riêng ra. Tôi click vào đây một điểm, tôi click vào đây một điểm. Như này không ạ? Đấy, trong quy trình thì các bạn có đồ có thể thoải mái lại thì chúng ta có thể chọn vào đây và mất công một tí. Rồi chúng ta chọn vào đây. Đấy, tôi muốn đồ riêng nè. Chúng ta có thể nấn vào đây một tí này. Tiếp theo chúng ta chọn lên đây. À, trong trường hợp mà chia sẻ cho mọi người biết là làm đến phần tóc này thì mình cũng không dạy gì. Đây các bạn có nhìn thấy tóc nhiều chưa? Có những trường hợp mà tôi sẽ dạy cắt tóc, nhưng có những trường hợp thì tôi không dạy cắt tóc như thế này. Click vào đây, tôi sẽ đi vòng qua này. Ok, chọn ở đây. À, chúng ta làm đơn giản lên một tí nhá. Rồi chuyển sang bên tay phải luôn. Kéo xuống đây, bẻ cong. Kéo xuống đây. Đoạn này tự uốn nha. Đấy, ví dụ thế. Rồi, chọn ở đây. Tiếp theo chọn đây. Đấy, ngón tay vất vả chưa? Cái này nếu mà bạn dùng phao hoa thì không cắt được, bởi vì nó dấp dính giữa hình và nền, đúng không? Đấy. Có những cái không phải thay thế được đâu. Ở trong một số chuyện thì cái Photoshop nó có nhiều trường hợp ảnh lắm, nên là nó mới nhiều công cụ thế. Chứ còn nếu mà cái ảnh nào mà cũng chụp mà ngon lành thì thôi, nhưng mà dùng một công cụ thôi. Rồi chúng ta chọn ở đây, chọn ở đây. Đổi nhanh. Rồi các bạn sẽ chọn ở đây. Hơi mất công một tí. Rồi, chọn rồi. Tiếp theo. Đấy. Nếu mà chúng ta hôm trước thì chúng ta đồ hết cái pen rồi thì hôm nay chúng ta chỉ bỏ ra chúng ta làm thôi thì nó sẽ nhàn, còn nếu mà chưa đồ thì nó sẽ vất vả như này thôi. Giống như thôi thì phải làm từ đầu và chắc chắn là sẽ lâu hơn. Được không ạ? Rồi, chọn ở đây. Thế thì sau khi làm xong thì ấn vào Ctrl Enter thì cái đối tượng các bạn có thấy là vùng chọn bên ngoài không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl Shift Y đảo ngược vùng chọn ở bên trong. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một thao tác là ấn vào Ctrl Z thì hình của tôi đã được cái này rồi. Nhớ không ạ? À, với một cái hình như này thì xong rồi tôi muốn mở rộng cái khung hình ra bằng công cụ C. C là công cụ Crop và tôi mở rộng khung hình bằng cách tôi bật lên đây. Hoặc các bạn có thể để nguyên cũng được. Nhưng lúc này cái nền dưới thì tôi muốn để một màu thôi. Y ngắn chỉ vào đây. Đổ một màu. Để cô gái này tách ra cho các bạn xem.
Rồi, sau khi đã làm xong được cái phần tiếp theo đấy thì tôi tắt mắt cái này đi, thì tôi sẽ thấy là cái chỗ này vẫn còn đang cần phải xử lý nữa. Các bạn có nhìn chỗ này chưa? Và chúng ta sẽ dùng pen rồi chúng ta đồ ở đây. Lúc này chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật. Có kỹ thuật thì chúng ta sẽ phải làm tích. Ok, Ctrl Enter và xóa đi. Thấy chưa? Bên ngoài Ctrl Shift đi bên trong. Thì để lần sau mà nó không bị sao đấy thì sổ xuống chọn cái này cho tôi. Có nhìn thấy này không ạ? Chọn vào đây thì bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ không ra ngoài nữa. Pen tích vào đây một điểm. Lại mất công một tí chọn vào này. Sau bài hôm nay thì các bạn sẽ bắt đầu dính đến phần làm poster. Tôi sẽ tìm một số poster về cho các bạn nào. Và chúng ta việt hóa hết. Nha, Ctrl Enter xóa đi. Xóa đúng rồi đấy. Tiếp theo chọn vào đây, còn mỗi ngày nữa thôi. Được chưa? Còn ngón tay nữa kìa. Mất thời gian chưa? Ctrl Enter. Rồi chỗ này nốt nha. Rồi đã xong. Để muốn cho da dẻ cô gái nó mịn màng hơn, các bạn nhìn chỗ này chưa? Làm mịn màng cái này lên. Tôi sẽ làm một thao tác như sau, nó chọn vào filter, chọn vào phần camera raw. Đấy, có nghĩa là đây là một trong những thủ thuật dành cho những cái ảnh mà các bạn kiếm trên mạng mà nó hơi vỡ hình. Hơi vỡ một tí nhá thì bạn sẽ dùng thao tác này cho tôi. Thủ thuật làm ảnh mịn đi. Các bạn sẽ chọn vào layer đó và chọn vào camera raw filter. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ đến một cái bảng. Cái bảng chỉnh về cái màu sắc của cái chính tấm ảnh này thì bạn sẽ làm như sau. Các bạn có nhìn thấy hình này không ạ? Và chúng ta sẽ thu nhỏ là Ctrl trừ. Lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl. Xem nào, tại sao nó lại như này. Rồi chuột vào đây, tôi sẽ làm lại nhá. Chọn vào filter, chọn vào camera raw. Không biết tại sao nó như này không ạ? Chúng ta kiểm tra lại là các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn chúng ta bị như này không ạ? Nó lại trong vùng chọn đúng không? Vậy thì chúng ta tắt vùng chọn đi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta chọn hết toàn bộ. Đấy, nó chỉ có như này thôi. Và tất nhiên để muốn làm nét thì các bạn hãy chọn cho tôi biểu tượng là hai tam giác nhỏ và to to nhỉ. Thì trên này là chi tiết, còn dưới là làm mịn. Tôi sẽ dùng phím Alt chọn vào phần Marking, kéo đây là phần làm chi tiết lên. Dạ, giữ phím Alt kéo nhanh nhé. Phần thứ hai cầm này kéo này gọi là làm chi tiết đối tượng ảnh. Phần thứ ba kéo như này thì chúng ta sẽ làm sao làm mịn này. Nha, giữ phím Alt bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ khác biệt đấy. Nhìn này, chọn đây nhá. Đây ạ, phóng to. Bạn nhìn chưa, đây là ảnh cũ này, còn đây là ảnh mới này. Nhìn không? Vậy thì nó có thể là giải quyết được toàn bộ tất cả những giá trị các bạn đang làm. Nhìn thấy không ạ? Tàn nhang bị biến hết. Đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl trừ thu nhỏ lại và chỉ kiểm tra phần mặt. Thì phần mặt nó cũng mịn hơn rồi. Đấy. Có nghĩa đây là một trong giải pháp mà dành cho những ảnh nó hơi vỡ thì hãy dùng cái này. Đúng không? Rồi ok. Sau khi đã làm xong được tốt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này. Nhìn nhận, chọn vào đây. Filter nhé, làm lại cho xem này. Kéo cái đối tượng này ra, giữ phím Alt kéo ra, làm mịn ra, ấn OK, được luôn cái bên ngoài, nhìn thấy chưa? Rồi, bây giờ câu chuyện của chúng ta là làm mặt nạ, tôi sẽ làm cho cô gái này theo kiểu uốn này, kiểu dây uốn uốn lên người cô gái cho nó ấn tượng. Thì bằng cách nào? Thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng mặt nạ như sau. Để muốn tạo ra mặt nạ cho một đối tượng, thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Add Layer Mask, các bạn nhìn này chưa? Đây ạ. Add Layer Mask. Giải thích một tí nhá. Khi mà chúng ta tạo đây thì nó sẽ tạo ra một cái cửa sổ bên cạnh của cái ảnh. Và cái mặt nạ đầu tiên gọi là mặt nạ trắng. Các bạn có nhìn thấy màu trắng không? Nó rất đơn giản. Màu trắng tượng trưng cho việc nhìn được cái hình này rõ ràng hơn và không bị mất gì cả. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và nó có một cái loại mặt nạ thứ hai được gọi là mặt nạ màu đen, thì bạn có thể tích vào cái khu mặt nạ và ấn vào Ctrl Y ngắn, nó sẽ đảo giữa mặt nạ đen thành mặt nạ trắng. Mặt nạ đen thì lại không nhìn được hình nữa. Ví dụ Ctrl Y ngắn các bạn nhìn này, mất hình chưa? Bởi vì toàn bộ nó phủ lớp màu đen.
Rồi nhá, vậy thì sau khi mà các bạn nhìn này, tôi nói nhá, mặt nạ trắng là tượng trưng cho nhìn được toàn bộ hình, mặt nạ đen tượng trưng cho việc mất hình hết, đúng không ạ? Vậy bây giờ tôi sẽ thực hiện một thao tác là tôi sẽ chọn một cái ô vuông tôi vẽ vào đây. Nhìn nó vẽ đây chưa? Thì các bạn có thấy là tôi đang ở trong mặt nạ không ạ? Nếu tôi đổ màu là màu đen thì các bạn sẽ thấy là chỗ này bị thủng một đoạn. Nhìn không ạ? Rồi, tiếp theo tôi lại chọn một cái ô vuông tiếp theo nữa thì tôi vẽ vào đây, tôi vẽ một cái ô tiếp theo, tôi chọn một cái màu ghi. Đây màu ghi. Thì các bạn thấy là tôi đổ đi thì có phải nó chỉ là mờ đi không ạ? Nó chỉ mờ đi này, mờ mờ đi, các bạn nhìn mờ chưa? Và tất nhiên là tôi vẽ toàn bộ tất cả ô ngược lại như này, tôi sẽ chọn cho nó một cái màu trắng, tôi đổ màu trong mặt nạ nhá. Cái này đã dùng mặt nạ an đen. Thì các bạn thấy là trở về như cũ mà. Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là trong mặt nạ nó chỉ áp dụng như là chỉ có đen, trắng và ghi thôi, không có loại màu khác. Em đổ màu đỏ thì nó vẫn chỉ hiểu là màu ghi thôi nhá. Rồi, lúc này tôi sẽ đổ một cái màu trắng như sau bằng an đen, các bạn sẽ thấy là toàn bộ màu trắng. Lúc này tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng một thao tác như sau. Tôi sẽ chọn vào công cụ pen. Tôi tích đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Nhìn em ạ. Và các bạn sẽ chọn thấy là tôi sẽ chọn vào đây. Tôi đẩy lên này được không? Và sau khi tôi chọn xong đây tôi sẽ đẩy vào bẻ cong nhé. Nào tôi sẽ bẻ cong này. Và các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ bẻ cong nhé được không? Và tất nhiên tôi sẽ chọn ra ngoài. Đây, đây là cái hình của tôi đây. Các bạn có thể chọn nữa cho cong này. À, sau khi làm xong tôi có thể chọn một cái cục pen khác, tôi vẽ một đường cong tiếp theo được không ạ? Nào pen, tôi thích vào đây một đường cong, tôi vẽ vào đây. Và tất nhiên tôi vẽ vào đây. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi bẻ cong nha. Tôi bẻ cong nha. Tất nhiên trong quá trình khi vẽ xong thì tôi sử dụng phím Ctrl có thể bẻ cong để cho nó đẹp nhất. Thì mọi người có nhìn thấy hai đường này không ạ? Nếu tôi ấn vào Ctrl Enter thì các bạn có thấy là đây là vùng chọn không ạ? Thì trong cái vùng chọn này tôi đang dùng trên mặt nạ, thế tôi cần đổ một cái màu đen thì các bạn có đồng ý với tôi là chỗ này sẽ bị thủng không? Được chưa? Rồi ok, nhưng đoạn này hơi lấn vào tay một tí. Tôi sẽ phải dùng cái công cụ Naso và tôi dùng phím A, tôi sẽ quét qua một chỗ này một tí để đi bớt đi. Để không lấn vào cái phần tay của tôi. Nào bắt đầu đổ màu này. Đổ màu đen chắc chắn là tượng trưng cho sự mất hình. An đen. Có nhìn thấy chỗ này bị thủng không? Rồi. Sau khi đã bị thủng xong thì bắt đầu người ta mới thực hiện thao tác là người ta lập ra một layer mới. Và layer mới này là layer riêng à, để làm gì? Để chúng ta chọn vào cái công cụ pen thứ hai, đó là pen dạng shape. Bởi vì pen này vẽ ra gradient. Được không ạ? Nào bắt đầu làm nè. Cái này tôi sẽ uốn lên đây được không ạ? Pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Đến đoạn này thì bắt đầu tôi bẻ cong. Nhớ. Bẻ cong đến đây. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn đến đây rồi. Tôi chọn đến đây. Tôi chọn đến đây. Nhưng điểm mấu chốt chỗ này này, nhìn này. Cái điểm này đang nằm ở trên, tôi sẽ kéo này xuống dưới này thì có phải nó chui xuống dưới của cái hình nào ạ? Ok, thì đến đây nhá, bạn nhớ này, cái đoạn này nó phải vòng tròn như này nó đẹp đúng không? Tôi bẻ cong chọn vào này. Đó, rồi ok, tôi chọn vào đây. Và tất nhiên là sau khi đến đây thì tôi phải bẻ cong như này đúng không ạ? Hoặc là các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ bẻ cong như này. Vòng xuống đây. Thì lúc này tôi đã có được một sản phẩm. Bạn nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Hãy thu nhỏ lại, các bạn có nhìn thấy cái cảm giác cái này nó sẽ vòng như này không ạ? Rồi, tiếp theo sau khi đã làm xong được cái này xong thì chúng ta cũng phải đặt cái vấn đề là thế ơi, nhưng mà em thích là công cụ pen nó phải chuyển độ ra thì các bạn có thể đồng ý tôi có cái này chưa? Thích cái này cái, bạn có nhìn thấy cái này không? Lúc này thì tôi sẽ chọn một cái màu này là màu đậm. Chúng ta có thể tích đúc vào và chọn một cái màu đỏ đậm. Và thứ hai tôi tích đúc vào đây, tôi sẽ chọn một cái màu đỏ nhạt hơn. Nhìn các bạn. Rồi tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây là cái gì? Tôi sẽ xoay cái này đây bằng 0 độ để nó xoay dọc. Thế cái này được không? Bên này đậm này. Chỗ này bắt sáng chưa? Nhìn có nhìn bắt sáng không ạ? Các bạn có cần đậm nữa không? Thì bạn chỉ cần tích vào đây một điểm nữa thôi. Bạn sẽ chọn cho tôi màu đậm. Tích đúc và chọn màu đậm đây. Nhìn đậm hơn chưa? Nhìn chỗ này chưa? Bạn có cần chỗ này sáng hơn không? Thì đấy là việc của bạn nhá. Hiểu chưa? Ok, đã xong. Tôi đã có một cái đường chuyển động như này, giống như một cái giải lụa. Nó giống như là chúng ta phát giấy. Chúng ta làm quảng cáo thì có tính năng quảng cáo ấn tượng. Các bạn có thể trồng hoa, trồng cây, các kiểu trên trong video. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào công cụ pen tiếp. Và chúng ta tích vào đây một điểm. Tôi lại tích vào đây một điểm. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi lại bẻ cong bên này không ạ?
Nhưng phải nhớ là cái đoạn này phải đẹp nhá, là uốn vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn đến đây được không ạ? Nhìn chậm và tất nhiên chọn vào đây. Đừng để nộ ra nhé, nộ ra biết ngay. Đấy, nhìn đây ạ, rồi chọn vào đây. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn vào đây. Bẻ cong này lên một tí. Đấy, thì mọi người đã thấy là tôi đã làm xong được cái điểm thứ hai giữa Ctrl tích vào đây một điểm. À, cầm này, cái này để xuống một tí cho nó điệu hơn. Đi rửa mắt đi cũng được. Làm. Chắc có lẽ là làm con gái bạn không hứng lắm. Ok, tiếp theo chúng ta chuột phải chọn vào đây thì chúng ta lại chọn vào pen. Chúng ta sợ sổ xuống và chúng ta chọn làm mất cái hình này đi. Thì các bạn có thấy là tôi đã làm cái hình cô gái là được uốn này chưa? Nhìn này chưa? Có nghĩa là mình làm ấn tượng. Đúng ý không ạ? À, có những người người ta làm quảng cáo về giày dép. Nhưng mà em biết quảng cáo găng tay không? Đấm bốc nhưng mà đoạn tay này không có, nhưng chỉ thấy găng. Cắt luôn đoạn găng này xong người ta ghép chữ vào trong. Và ống tay đấy nhưng mà lại có khối của cái tay, bởi vì bản chất nó lấy từ hình khối mà. Thì em có nhìn chỗ này không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong được cái phần này thì chúng ta được quyền làm một thao tác là tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi chọn cái này. Tại sao lại chọn này? Bởi vì tôi muốn bây giờ cái này không còn nữa mà nó trở thành đúng là hình thủng thật. Không còn là mặt nạ nữa. Thì tôi lập ra một layer mới, tôi ép hai cái này thành một bằng Ctrl E. Thì bạn có thấy là V và tôi kéo lên cho bạn nha, được nhảy không ạ? Thực ra bản chất của cái việc này là làm lừa cảm giác người khác thôi chứ còn không gì kinh khủng cả. Nha. Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong thì bây giờ mình đến cái phần là tôi chọn vào công cụ pen, tôi tích vào đây một điểm. Đoạn này cần phải xử lý một cách thao tác khéo léo, có nghĩa là bạn phải đồ một cái mép đúng bằng song song. Em nhìn chỗ này chưa? Tôi sẽ ấn Ctrl Z lại nhé. Là pen này, chọn dạng path, tích vào đây một điểm. Chọn vào điểm này. Được chưa? Rồi, chọn vào điểm này. Đấy, các bạn có thấy là đồ cái này là phải cực kỳ kỹ chẳng hạn này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chọn đây một tí. Rồi, ok, chọn vào đây. Đấy, sau đây khi làm xong thì tôi sẽ làm rất là thao tác, chọn ra ngoài này. Ctrl Enter, biến thành vùng tròn. Tôi chuột phải vào cái layer mà tôi mong muốn thì có phải layer này không ạ? Đấy, thủng như thế nhá. Nếu tôi ấn vào Ctrl Z thì các bạn có thấy là tôi có một cái nét viền nó nhỏ nhỏ như này không ạ? Bởi vì cái nét viền này tôi làm gì, tôi sẽ dùng vào trộn làm sáng ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có bề dày giống như này. Chẳng qua làm cái bề dày để cho người ta biết là cái này khi cắt ra nó phải có bề dày thật. Làm một tí như vậy thì cũng có giá trị hết. Và cũng tương tự như vậy thì bạn sẽ phải làm tiếp theo một cái này nữa, pen. Sau này liên quan mặt nạ đâu. Mặt nạ trong Photoshop là một phần mà quan trọng nên là chính vậy mà chúng ta phải nắm kỹ và nắm chắc cho nó. Đây, đến đoạn này thì chúng ta cũng bẻ cong thẳng thoải mái đi. Uốn cong càng đẹp thì càng tốt nhé. Ctrl V, chuột phải vào biểu tượng. Nhìn này chưa? Ctrl Z. Thì với cái Ctrl Z này thì bạn sổ xuống, bạn hòa trộn cho tôi thì tự khắc tôi có được giá trị thôi. Nhìn này chưa? À, thì nó có bề dày. Mình phải tạo ra cái bề dày của đối tượng lên mình được. Tiếp theo nữa này, sau khi mọi người làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái chữ, ví dụ tôi sẽ chọn vào thời trang. Ok, và chúng ta sẽ chọn một Ctrl T và chúng ta phóng to này ra. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn khác mà tôi sẽ chọn vào đây. Tôi chọn vào UTM. Chúng ta làm một cái chữ nhá. Cái này thì các bạn đã bắt gặp rất là nhiều chỗ rồi, nhưng mà tôi sẽ chọn một cái phông tròn. Rồi, được chưa? T, chúng ta sẽ chọn vào đây một cái màu trắng. Đúng rồi, làm báo và tạp chí người ta sẽ dùng đến cái này. Em phải để ý nhé, ví dụ như chúng ta có thể cho tay xỏ qua cái chữ O này. Thì câu chuyện các bạn nha, tôi sẽ phóng to Ctrl T. Vậy tôi hỏi bạn bây giờ nếu mà để muốn cho cái chữ S này chui vào trong thì có phải là nó phải bị thủng chỗ này không? Ok, pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây. Đồ theo đúng cái hình cái tay. Ok, chọn vào đây. Chỗ này đúng không? Không biết cái tay đến đâu. Thử giảm cái cường độ của anh để nhìn cho dễ. Giảm nữa đi.
À vậy tay nó đến đây đúng không? Chọn vào đây. À, đến đây tôi sẽ chọn vào đây. Tôi bẻ xung quanh cái tay này. Chọn vào đây. Được chưa? Control Enter thì các bạn có thể là vùng chọn chưa? Tôi hỏi bạn lúc này cái này tôi đẩy 100% lên. Đây là vùng chọn được chọn, nếu tôi kích vào mặt nạ của đối tượng thì có phải cái này nó sẽ được giữ lại không? Đúng không? Được giữ lại không ạ? Thì bởi vì đây là mặt nạ màu gì? Màu đen thì có phải hình nó màu trắng giữ lại được cái này không ạ? Nhìn chấm này chưa? Vậy tôi có thể đảo ngược được không? Đảo ngược bằng lệnh gì ạ? À, vậy thì chỉ cần ấn vào mặt nạ của đối tượng ở bên trên cái đấy, tôi ấn vào Ctrl Y thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự mất nha. Thì các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ có chui trong ngoài. Nhưng có bị cứng không? Ok, vậy thì câu chuyện của cứng thì nó mới liên quan đến cái việc này nữa này. Trước khi đổi tôi sẽ dùng nền mềm vùng chọn Shift F6, tôi đặt khoảng 20% làm mềm. Không, Shift F6 làm lại, đặt nó khoảng 5 thôi. Thấy mềm chưa? Bắt đầu làm này, lập ra. Nhìn thấy cái này mờ chưa? Đảo ngược vùng chọn bằng Ctrl Y, bạn sẽ thấy được cái hình này. À, nhưng cái này lại vẫn chưa rõ lắm thì bạn nhìn này. Vậy thì tôi có thể dùng cái bút tôi tô vào được không? Bút đâu phải là màu gì? Màu đen tượng trưng cho sự mất hình đúng không? Ok, tôi sẽ chọn vào cái đầu bút nó nhỏ đi. Và tôi tô nhanh được không ạ? À, chui vào trong chưa? Rồi, thu nhỏ cái đầu bút lại tí nữa để cho tô nó tinh hơn. Ở chỗ này nó bị hơi bị không đúng kiểu. Nhìn thấy cơ nó có bóng đổ của đối tượng không ạ? Ok, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. À, trông có vẻ giống hơn. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì khi vậy thì các bạn mới làm được cái giá trị là tôi sẽ cầm một chữ S tên ghế dính người tôi. À, phần thứ hai nữa là bây giờ tôi làm sao để cho tay tôi thò ra xung quanh cái này, thì các bạn có đồng ý với tôi là cái bút của tôi đang là bút nhòe, tôi sẽ cần cầm tôi kéo cái này được không? Ok, tôi sẽ cầm đây tôi kéo này. Ok, vậy thì lúc này các bạn có thấy là tôi đã có chữ là xin khoan không ạ? Nhưng thực ra đó là chỉ là lừa cảm giác thôi. Nhưng cái bút của chúng ta nó có độ nhòe, nó sẽ tạo ra những tín hiệu về thời trang rất là tốt. Cái này nếu mà bạn học xong là bạn làm được tạp chí luôn, bìa tạp chí là chắc chắn là thuộc về bạn. Đồng ý không ạ? Ok, nhìn thấy chưa? Vậy thì cái cách thức làm là như thế này đi ạ. Rồi, à, bây giờ cũng lợi dụng như thế này, đã trên mạng có rất nhiều người bảo là làm là cả cái chân dung nó lại toàn bằng chữ bên tay trái và chữ bên tay phải, thì chúng ta có thể làm được không? Thì tất nhiên chúng ta làm được.